để ngụy trang Lê Thúc Anh Quân giấu ma túy trong hộp điện thoại, hộp máy tầm nước. Tuy nhiên, nghi phạm này vẫn bị công an thành phố Huế, Thừa Thiên, Huế phát hiện bắt giữ. Ngày 23 tháng 12, công an thành phố Huế cho biết vừa bắt giữ Lê Thúc Anh Quân, 18 tuổi, trú Bi Phường Đúc, thành phố Huế vì hành vi tàng trữ ma túy. Trước đó, khoảng 17 giờ 45 ngày 21 tháng 12, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Huế bắt quả tang Quân đang tàng trữ nhiều ma túy tại phòng của một khách sạn ở Vi Vĩ Dạ, thành phố Huế. Tang vật thu giữ gồm 67 viên nén, tổng khối lượng hơn 45 gram, 6 gói ni lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng, tổng khối lượng hơn 32 gram và 23 gói màu cam đề dòng chữ Orange Fruity. Để ngụy trang, số tang vật này được Quân đóng gói trong hộp điện thoại và hộp máy tăm nước, nha sĩ chuyên dùng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm nhiều dụng cụ như cân tiểu ly, bao ni lông dùng để cân đo, phân nhỏ ma túy. Quân khai nhận, toàn bộ số viên nén và tinh thể rắn màu trắng trên là ma túy và 23 gói Orange Fruity là nước vui.